Hello, xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ ấn được những cái ứng dụng quan trọng ở trên điện thoại Samsung. Ví dụ là chúng ta đang sử dụng một chiếc điện thoại Samsung mà chúng ta khi mà chúng ta cho ai đó mượn điện thoại mà chúng ta lại không muốn họ truy cập vào những cái ứng dụng mà chúng ta cho là quan trọng, ví dụ như những cái ứng dụng riêng tư hoặc là bất kỳ một cái ứng dụng nào có trên điện thoại mà chúng ta không muốn cho người khác nhìn thấy cũng như là sử dụng điện thoại khi mà vô tình là chúng ta cho mượn điện thoại hoặc là họ cầm điện thoại chúng ta lên. Ví dụ những cái ứng dụng như là YouTube này, Zalo, Facebook hay là Instagram mà chúng ta không muốn cho ai đó truy cập vào cái ứng dụng của chúng ta ở trên điện thoại. Khi mà cho mượn điện thoại thì chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta sẽ ấn những cái ứng dụng đó đi. Và trên những cái điện thoại Samsung thì Samsung đã hỗ trợ chúng ta một cái tính năng để giúp chúng ta có thể ấn được những cái ứng dụng có trên điện thoại. Và khi mà kể cả khi mà họ vào cái phần tìm kiếm ở đây, họ tìm những cái ứng dụng mà chúng ta ấn đi thì họ cũng không thể nào mà tìm thấy được những cái ứng dụng mà chúng ta đã ấn đi nha. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ ấn những cái ứng dụng quan trọng ở trên điện thoại Samsung. Cái cách kích hoạt cái tính năng ấn ứng dụng và cũng như là cái cách mà chúng ta gỡ bỏ những cái ứng dụng đã ấn ở trên điện thoại Samsung nha. Đầu tiên thì trên điện thoại Samsung thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại Samsung. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là màn hình chờ đây. Đó. Ở trong cái phần màn hình chờ thì nó có một cái phần mục là ấn ứng dụng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái mục ấn ứng dụng và nó sẽ hiển thị tất cả những cái ứng dụng có trên điện thoại, bao gồm là những cái ứng dụng bên thứ ba mà các bạn cài vào, ví dụ như là báo mới này, Bigo này, hay là những cái ứng dụng mặc định ở trong điện thoại, ví dụ như bộ sưu tập. Đó, thì tất cả những cái ứng dụng này các bạn đều có thể ấn được. Và bây giờ thì mình sẽ ấn thử một số những cái ứng dụng cho các bạn xem nha. Thứ nhất là mình có thể ấn cái bộ sưu tập này để mình không muốn cho ai đó là mượn điện thoại của mình, sau đó là truy cập vào cái bộ sưu tập để xem những cái bức ảnh hay là những cái video riêng tư của mình, thì mình sẽ ấn cái bộ sưu tập đi. Hoặc là mình cũng có thể là ấn cái phần là trình duyệt Chrome, thì mình không muốn ai đó là biết được cái lịch sử truy cập những cái trang web gì của mình thì mình cũng sẽ ấn luôn. Tiếp theo thì mình sẽ ấn thêm một cái ứng dụng mạng xã hội nữa, đó là Facebook. Rồi, và mình ấn luôn cái ứng dụng mạng xã hội xem video trực tuyến là YouTube. Mình ấn luôn Zalo. Như vậy là mình đã chọn tổng cộng là 2, 4, 5 ứng dụng là mình sẽ ấn đi nha. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào cái chữ hoàn tất ở dưới này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại này. Đấy, sau khi mà mình quay trở lại thì tất cả những cái ứng dụng mà mình ấn thì nó sẽ không hiển thị lên nữa. Đó. Các bạn có thể thấy là những cái ứng dụng ví dụ như Zalo, YouTube hay là Google Chrome thì mình đã ấn đi và ở trên màn hình chính này thì nó sẽ không hiển thị. Và kể cả là chúng ta nhấn vào cái phần tìm kiếm này, chúng ta gõ này, ví dụ như mình gõ là Facebook nha. Đó, thì khi mà mình gõ Facebook thì nó cũng sẽ không hiển thị cái ứng dụng Facebook nữa. Nó giống như là điện thoại chúng ta chưa cài đặt cái ứng dụng Facebook và nó chỉ hiển thị một cái kết quả tìm kiếm tương tự như Facebook, đó là Messenger thôi. Đó, tương tự như thế thì khi mà mình gõ Zalo này. Đó, khi mình gõ Zalo thì nó cũng không hiển thị một cái ứng dụng Zalo nào ở trên điện thoại. Giống như là trong trường hợp là điện thoại chúng ta chưa cài đặt cái ứng dụng Zalo này. Đấy, như vậy là chúng ta có thể là sử dụng cái tính năng này để chúng ta ấn đi những cái ứng dụng quan trọng ở trên điện thoại Samsung. Mỗi khi là chúng ta cho người khác mượn máy mà chúng ta không muốn họ truy cập vào những cái ứng dụng của chúng ta thì chúng ta có thể là sử dụng cái phương pháp này để chúng ta ấn đi những cái ứng dụng quan trọng mà chúng ta không muốn cho người khác truy cập vào mỗi khi là chúng ta cho mượn máy hoặc là người khác vô tình cầm vào điện thoại của chúng ta. Và để mở lại những cái ứng dụng này thì rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ vào lại cho mình cái phần cài đặt. Các bạn tiếp tục quay trở lại cái phần màn hình chờ và các bạn kéo xuống cái phần là ấn ứng dụng ở đây. Đó, thì những cái ứng dụng mà chúng ta đã ấn thì nó sẽ hiển thị đây. Và nếu mà các bạn muốn khôi phục lại, hiển thị lại những cái ứng dụng nào thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái dấu gạch ở đây, ở bên cái góc trái của cái ứng dụng này, thì ngay lập tức tất cả những cái ứng dụng đó nó sẽ hiển thị lại. Và sau đó thì các bạn nhấn vào cái chữ hoàn tất ở đây. Đó, và bây giờ mình sẽ quay trở lại nha. Đây chính là 5 cái ứng dụng mà mình vừa ấn đi. Đó là bộ sưu tập này, trình duyệt Chrome, Facebook, YouTube và Zalo. Đây là 5 cái ứng dụng mà mình vừa mới ấn đi. Và bây giờ thì mình sẽ hiển thị lại trên màn hình điện thoại. Và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta ấn cái ứng dụng ở trên điện thoại Samsung và cũng như là cái cách chúng ta ấn và chúng ta mở ấn để những cái ứng dụng ở trên điện thoại Samsung. Và video của hướng dẫn của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình.